Xe này của hãng Durex á. Thank you.
tiền đang chớp không? Hả? Thấy tiền đang chớp không? Chớp. Cái gì vậy? Cái gì đâu? Là anh đang quay á. Trời. Ủa cái đinh gì kia á, đúng cái đinh luôn á chứ. Trời. Rồi sao? Dày dữ à. Bán gì ghê vậy? Chán ngay, anh thấy nó mềm mềm từ hồi cái lúc mà mình mua trà. Sâu dữ vậy? Phát mẹ ra cái đinh luôn. Ơ, nó chỉ là thịt thôi. Trời ơi. Trời ơi, công vòng luôn. Anh kéo lên hao tu. Sao nó vô được hay vậy? Rồi anh nghĩ là nó đụng cái mâm xong rồi nó cong á. Ghê vậy. Đánh lỗ. À, okay. Mới luôn á. Bây giờ làm kỷ niệm nè. Đấy sợ rồi. Rồi sao giờ sao anh bơm? Bơm được nè. Khó hả? Khó luôn. Ủa sao nó xịn ra? Giống cao mưa. Cái này á hả? Hay vậy? Sao anh lôi nó lại vậy? Tại vì nó có cái đầu. Nó vô chắc nó cả cái mâm anh rồi. Ừ, đáng sợ thiệt. Yeah.
cái số đó là 2,5 kg. Xe này của hãng Durex á. Vô mua vé số em. Vô mua vé số. Hả? Biết đâu trúng nè thiệt. Ừ, việc lót đi, em không biết mua việc lót. Vô kêu nó là bấm tự động quá, mua đứa anh tài ấy đúng hả? Ừ, đứa anh tài hai 10.000 tới thiệt. Ừ, nói anh ta đây, em bấm số là tự chọn nè. Chụp chưa? Chưa. Nè. Xem món cho nãy giờ không được rồi, chụp nhiều vợ việc vé số nè, mai trúng mỗi đứa nhiều vợ mấy chục tỷ. Ừ, bỏ nhà ra đi luôn ha. được rồi, đẹp rồi. Ủa, cái gì vậy? Ừ? Cái em che cái cam này sao có nắng vậy, là cái gì vậy? Là chế độ chụp ban đêm á, là nó sẽ sáng vào ban đêm nè, ví dụ chỗ tối giống như trên trời nè, nó sẽ lấy sáng thêm. Còn dưới thì nó không có lấy sáng, tại vì đủ sáng rồi, cho anh để lấy sáng thêm. Để em chụp anh ngồi che cam. Từ từ đứng im, ban đêm chụp lâu lắm. Lùi ra sao xíu nữa. Rồi đúng rồi. Quay cái bánh giúp anh đi. Hả? Em quay cái bánh về giúp anh đi. Quay nhanh lên. Ok, thank you. Phải phát hiện làm như em nhiên thiệt bộ, phát hiện nhiều điều mệt thiệt. Trời, nói vô rồi thôi, cái điện thoại của em coi gì Bluetooth hả, em phải mở lên chứ. FPT Shop.
đã kết nối. Nói chưa? Rồi. Rồi, bây giờ bấm thôi, lên xe đi, rồi hai đứa bấm thôi.
Tại đây có bán vịt trời. Chào giờ.